thời tiết vô cùng đẹp đã bắt đầu đặt chân đến Thanh Hóa, mảnh đất anh hùng. Và đúng là không hổ danh Thanh Hóa anh hùng, và chúng ta đặt chân đến điểm đến đầu tiên tại Thanh Hóa chính là khu nhà vườn của chú Thông Mơ. Và đặt chân đến đây một cái chúng tôi bị choáng ngợp, không phải cây ở đây rất to mà khuôn viên ở đây còn rất đẹp, và đặc biệt ngay đằng sau đây quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh đặc biệt tại khu vực mà chúng tôi gọi là đại lâu đài của chú Thông Mơ, vô cùng đẹp và vô cùng hùng vĩ. Ở đây chúng tôi mới quan sát qua một chút thôi ạ, thì đã có rất nhiều những cái tác phẩm Tùng La Hán và các cái tác phẩm xanh cổ, xanh Nam Điền lá nhỏ, rất nhiều những tác phẩm đẹp, và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng theo chân anh em chúng tôi ạ. Thưa toàn thể quý vị và hành trình Bonsai Xuyên Việt, chúng tôi đang có mặt tại thành phố Thanh Hóa anh hùng. Và chắc hẳn là chúng ta đã không còn xa lạ gì với truyền thống lịch sử của người dân Thanh Hóa, đúng không ạ? Chính vì thế khi mà chúng tôi đặt chân đến Thanh Hóa, vô cùng cảm thấy là vô cùng tuyệt vời với mảnh đất, khí hậu và con người nơi đây. Thời tiết đang vô cùng đẹp, và thời tiết này thì thực sự là phù hợp để tất cả chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tác phẩm vô cùng nổi tiếng, độc đáo và lạ tại thành phố Thanh Hóa thân yêu. Kính thưa quý vị, và chúng tôi đang có mặt tại nhà vườn Thông Mơ, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái phần chia sẻ cũng như ngắm nhìn những tác phẩm thật là đẹp tại khu vườn của gia đình chú Thông Mơ ạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau lưng tôi đây thì quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều những cây xanh Nam Điền, như mà để đánh giá về độ tuổi của những cái tác phẩm tại khu vườn của chú Thông Mơ thì rất là khó để chúng tôi có thể định giá được. Thế nên chúng tôi rất là muốn qua video này được cùng với tất cả quý vị khán giả là những người không có điều kiện tham gia trong hành trình lịch sử Bonsai Xuyên Việt sẽ cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng tất cả những nét đẹp trên dọc giải đất hình chữ S Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến chiêm ngưỡng tác phẩm Vạn Niên Kỳ Tụ ạ. Em xin được chào anh ạ. Xin chào em. Dạ. Anh ơi, đây là video đang được gửi tới tất cả các quý vị khán giả là những người không có điều kiện tham gia trong hành trình Bonsai Xuyên Việt ngày hôm nay. Thì anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình khi đặt chân đến nhà vườn Thông Mơ tại Thanh Hóa không ạ? Rồi, anh cảm ơn em. Và anh cũng là một người chơi cây thâm niên tương đối lâu. Tuổi đời chơi cây của anh chắc là giờ nó cũng phải đến trên 35. Mà cái chuyến xuyên Việt này là anh cũng là đi từ đầu đến cuối. Dạ. Thế thì cũng được ngắm rất nhiều vườn rồi. Dạ. Nhưng hôm nay thực sự là cũng là lần đầu tiên mà anh được ngắm cái vườn của anh Thông Mơ. Dạ. Một cái vườn mà có nhiều cái tác phẩm đẹp mà anh không tưởng tượng được. Dạ. Mà nó đẹp đến mức độ mà nhìn mãi nó không thấy chán. Dạ. Thì điển hình là như một cái tác phẩm anh đang đứng trước mặt đây, Vạn Niên Kỳ Tụ. Thì đúng là anh cho là một cây này nó là một cây cổ. Dạ. Mà cái người đặt tên cho cái cái cây này cũng phải nói là cực kỳ hợp. Dạ. Nó là vạn niên mà nó lại kỳ tụ, có nghĩa là tụ ở trong cái cây này. Tụ hội rất là nhiều đấy, cái điều thì trong cái cây này nó có một cái điểm, một cái điểm tụ của cái cây. Dạ. Đây nên là cái cây này thì anh thấy là trong cái vườn này thì nó hơn cả cái bảo tàng về cây. Nó toàn cây cổ, mà toàn cây già. Thì hiện đại như cây này thì anh biết là cái cây này là ở trong Triều Khúc. Gốc tích là trong Triều Khúc. Đấy. Thế thì để mà đánh giá được một cái cây này thì anh nghĩ là khó để đánh giá được. Nó không biết bao nhiêu tiền. Dạ. Tức Tức là bây giờ em nghĩ là khi mà đặt chân vào cái khu vườn của anh Thông Mơ này thì chúng ta không định giá được về tiền rồi ạ. Đúng rồi. Và chúng ta chỉ có đang định giá về những cái vẻ đẹp của cây tại đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể quan sát thật gần hơn với gốc xanh Vạn Niên Kỳ Tụ này. Quý vị có thể thấy ạ, trên thân ạ, từng rong, từng tay, từng bông thì đều đã được chủ nhân của tác phẩm này trau chuốt rất là kỹ rồi ạ. Kỹ đến mức không còn gì để chúng ta có thể góp ý thêm. Và chúng ta có thể thấy là từng cái đường co lắc trên thân của nó thì cũng, nói chung là anh em mình mà có bàn đến sáng mai chắc là em nghĩ cũng không hết, đúng không ạ? Vâng ạ, thế thì bây giờ trong video này thì em rất là mong muốn được lắng nghe chia sẻ của anh gửi tới tất cả quý vị khán giả là những người đang không được giống như anh em mình có cơ hội được nhìn những cái tác phẩm này tận mắt ạ. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ với tất cả quý vị khán giả không ạ? Mình xin chào tất cả anh chị và con nha. Tuy cái bãi mới thành lập thôi nhưng mà khách hàng đến xem rất là nhiều nha. Và anh chị nào mua xe thì cứ tới địa điểm ở đây nên là mình mua xe thôi. Khu chung cư Tân Mai 900 Quốc lộ 1A, khu phố 5 phường Tân Tạo, Bình Tân nha. Qua cái thước phim này thì Trung Thành Bonsai cũng nhắn nhủ một chút với các bạn mà đã chưa được đặt chân đến cái vườn Thương Nguyễn này. Thì mình phải nói là một cây, để mà làm được một cây này nó không phải một thời gian ngắn, nó hàng mấy đời người, nên ra là tìm được một cái số cây mà để mà bày vào vườn như này là quả là hiếm. Mà đánh giá đến tiền thì ngay bản thân mình cũng không thể đánh giá nó là bao nhiêu tiền, chắc chắn là nó rất nhiều tiền, mà thậm chí nó có khi đồn cả tòa nhà. Có những cây mà người ta còn không muốn bán, thậm chí như bây giờ hiện tại như vườn này nếu như mà muốn mua cũng khó. Đấy, tại vì giá trị của nó và đồng thời là người chủ nữa này người ta lại quá thích, người ta cũng không muốn bán. Thế nên là tin chắc rằng các bạn chơi cây nếu như đi đúng thì chắc chắn sẽ thành công. Và nghĩ về tới đây, chúng ta nghĩ bonsai là nghĩ là tới đây chắc chắn cây nó sẽ giá trị hơn rất nhiều. Tại vì sao? Khi người ta chơi càng tinh, người ta càng hiểu thì người ta lại giữ được những cái cây mà lại càng quý thì giá trị cũng càng cao. Đấy, chẳng qua là có một thời mà cây nó không có giá trị vì lý do là lúc đó ta chơi ta chưa hiểu rõ và đồng thời là nó bị lệch hướng, đâm ra nó bị có một thời gian. Còn về sau này thì chắc là càng ngày là cây nó sẽ càng đắt. Dạ, em rất là cảm ơn những chia sẻ tới từ anh ạ. Và giới thiệu quý vị đây chính là nhà vườn Trung Thành Bonsai. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng trong hành trình Bonsai Xuyên Việt của mình, những giá trị về mặt nhân văn, giá trị về mặt lịch sử sẽ đều được các chú, các anh, các bậc tiền bối truyền lại cho chúng ta là những thế đi sau. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng sứ mệnh lịch sử của hành trình Bonsai Xuyên Việt sẽ là nơi quy tụ lại rất là nhiều những nghệ nhân có những đôi bàn tay vàng, sẽ là nơi để tất cả các anh em yêu cây trên cả nước được gắn bó lại với nhau ạ. Kính thưa quý vị, và chúng tôi tin chắc chắn rằng với những giá trị về mặt lịch sử, nhân văn và ý nghĩa sâu sắc như thế thì chặng đường tiếp theo của hành trình Bonsai Xuyên Việt sẽ là một chặng đường vô cùng lớn để thắp sáng lên ngọn đuốc yêu cây. Và giới thiệu với quý vị cũng là để cảm ơn tới anh Trung Thành Bonsai. Đây là một nghệ nhân cũng rất là nổi trong làng chơi cây của chúng ta rồi, đúng không ạ? Về cả tuổi đời lẫn là tuổi nghề thì chúng em tin chắc chắn rằng với tất cả những tình yêu anh đã dành cho cây trong bao nhiêu năm qua thì với đôi bàn tay vàng của mình chắc chắn Trung Thành Bonsai sẽ giới thiệu tới anh em thật nhiều những tác phẩm thật là đặc biệt nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc biệt nữa tại khu vườn vô cùng rộng lớn của nhà vườn Thông Mơ ạ. Cháu chào chú ạ. Chú ơi. Dạ vâng, cháu xin phép được có đôi lời phỏng vấn chú một chút trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Bây giờ chú có thể giúp cháu là chia sẻ về bản thân mình một chút cho toàn thể các quý vị khán giả là những người không có điều kiện tham gia trong đoàn của chúng ta được biết là chú là ai và chú đến từ đâu được không ạ? Tôi là Nguyễn Duy Bộ, quê Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Tôi cũng có rất nhiều những sản phẩm nhưng mà đã tham gia vào cái chương trình hành quân Bonsai Xuyên Việt này cũng từ đầu. Đã xuyên qua rất nhiều tỉnh từ biên giới Trung Quốc và đến Hải Phòng và Hải Dương, tất cả mọi miền Tổ quốc đã về đến đây là hơn chục ngày, 12-13 ngày ạ. Hôm nay đã đến nhà bác Thông Mơ này. Chưa hết tôi nhận xét là chúng ta bước vào một tiên cảnh, một thiên đường cây cảnh. Nhưng mà cái thiên đường cây cảnh này thì tôi cũng nhận xét như thế này, tất cả đều là cây xanh của các cụ kỵ cha ông chúng ta đã làm hàng nhiều trăm năm. mà người ta bảo tồn được. Đấy là cái mà tôi chú, vì chú là cũng được anh em Thanh Trì thôi, người ta mệnh danh chú là Duy Bộ huyện vua 8 tầng Thanh Trì. Nhưng mà chú nhìn thấy nhiều những cây như thế kia, và đây nhất là đây có một đôi 8 tầng mà chú từ khi vào đây chú không đi từ chỗ khác được. Đấy, nó say đắm mà chú cảm thấy mình vẫn còn quá thấp bé trong cái lĩnh vực cây cảnh. Chú nhìn cái tác phẩm của các ông cha mình, trong lòng có một cái gì đấy rất khó nói, rất khó nói. Cho nên là chú thật sự phải nói như thế này, đã đi đến mọi miền Tổ quốc, một số vườn như trên vườn nhà anh Hoan Lào Cai cũng đầu tư ra nhiều trăm tỷ, vườn nhà anh Toàn đô la, thì vườn nhà anh Trường Giấy cũng rất nhiều trăm tỷ. Thế nhưng mà để bảo tồn được nhiều báu vật như vườn nhà chú Thông này thì thật sự là khó, bởi vì tất cả đại đa số là những cây xanh cổ nguyên bản. Như đôi xanh kia là đôi xanh ở làng Tân Triều Triều Khúc, mà tôi cũng làng, vì tôi Thanh Trì mà, Tân Triều Triều Khúc là Thanh Trì, cũng được biết tiểu sử của những cây của nhai của dòng họ đã. Đấy, thật sự là thán phục, là thán phục luôn. Cả quê mình cũng có những siêu phẩm đang đặt ở nơi này. Đấy, đây là lòng tự hào của tôi về quê hương. Đấy, đấy, Thanh Trì thì có Triều Khúc, mà Triều Khúc thì đã sản sinh ra rất nhiều những sản phẩm để đời. Nhưng đây nhà chú Thông thì chú đã tàng tích được vô cùng nhiều, nhưng trong đó phải có tới 20-30 sản phẩm thì có lẽ là nhất Việt Nam, tôi khẳng định như thế. Đấy, ví dụ đôi 8 tầng này tôi nghĩ rằng là ở trong Việt Nam này không thể có đôi thứ hai để vượt qua được, mà chú đã quản lý hàng 300-400-500 cây 8 tầng nhưng cũng không thể giải quyết được cái gì cả. Có thể 300-400-500 cây ấy có thể đổi lấy 1-2 cây này, có thể không, chưa chắc đã đổi được. Đấy, đấy là cái điều phát biểu của chú. Thì chú cũng xin thay mặt cho đoàn là chú cũng là người cao tuổi nhất của đoàn Bonsai Xuyên Việt này, thì cũng trước hết là cảm ơn nhà vườn bác Thông Mơ đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu nặng trong chuyến đi này. Đấy, và cũng để lại cho tôi được mang lại những hình ảnh của đoàn Bonsai Xuyên Việt và cây cảnh của nhà bác tới tất cả mọi miền Tổ quốc. Đấy, còn xin chúc tất cả gia đình bác Thông Mơ và tất cả những anh em sinh vật cảnh Thanh Hóa và tất cả hội sinh vật cảnh Bonsai Xuyên Việt được mạnh khỏe, tiếp tục hành quân trên con đường chinh phục cây cảnh. Chúng cháu xin được cảm ơn những chia sẻ của chú rất là nhiều ạ, và xin được kính chúc chú sẽ luôn luôn có sức khỏe để đồng hành trong suốt chặng đường xuyên Việt của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể quý vị, và với lời chia sẻ tới từ chú Bộ là một nghệ nhân cao tuổi nhất của đoàn Bonsai Xuyên Việt, thì quý vị có thể thấy ạ, tại khu vườn rất là rộng lớn của chú Thông Mơ tại thành phố Thanh Hóa có rất nhiều những báu vật đã được lưu truyền. Năm thì chúng ta không thể tính được đâu ạ, bởi vì như quý vị nhìn thấy ạ, những cái đôi xanh 8 tầng như thế này, chúng tôi tin chắc chắn rằng đây là những đôi xanh mà có 102, không thể nào tìm ra được những cái đôi xanh đẹp hơn. Và trong hành trình Bonsai Xuyên Việt của mình, chúng tôi cũng rất là mong muốn được ghi lại tất cả những tác phẩm đẹp có giá trị về mặt lịch sử để có thể lưu truyền, bảo tồn và phát huy những giá trị to lớn đó để gửi tới tất cả quý vị. Và như ngày hôm nay quý vị đang thấy ạ, tại khu vườn của gia đình chú Thông Mơ thì ngoài xanh thì còn có rất là nhiều những tác phẩm khác. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi phỏng vấn một vài thành viên nữa trong đoàn Bonsai Xuyên Việt để xem họ cảm nhận như thế nào khi họ ghé tới vườn của chú Thông Mơ. Tuấn ạ, anh Tuấn ơi, anh Tuấn cho em hỏi một chút ạ. Em quan sát từ lúc nãy, tức là em thấy anh Tuấn là nhìn vào tác phẩm này không rời mắt khoảng 20 phút rồi ạ. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình cho tất cả quý vị không có điều kiện tham gia trong hành trình ngày hôm nay, xem đây là tác phẩm gì, nó có giá trị lớn như thế nào để mọi người, những người đã mới, em tin chắc chắn rằng trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay thì có rất nhiều các quý vị khán giả vừa mới bắt đầu theo dõi chúng ta trong hành trình này để họ có thể hiểu hơn được không ạ? Đến vườn anh Thông Mơ này thì thực ra nhìn những cái cây là anh ấy giữ được những cổ vật như này, nói to là rất quý, nói to là cực kỳ quý. Anh nhìn thấy các cái nét thời gian, anh ấy cũng là một người đam mê cây và chơi cây cũng mấy chục năm này. Và trước đây anh cũng bỏ rất nhiều tiền anh chơi cây, anh biết anh cũng 10 mấy năm. Và em nhìn những cái dàn cây mà khi những cái cây cổ, thần cổ thụ nó hút anh đi ngắm từng cây một, thấy tuyệt vời. Ngay cả từ các cái thống cổ này của anh ấy, nó cũng vài trăm triệu một chiếc đấy. Nên đây là những cái cổ vật anh ấy gì quá tuyệt vời đúng không anh? Quá tuyệt vời. Và anh Thông này, anh ấy chơi là cũng tương đối đa dạng, có tùng này, có xanh này, và có cả những cây hoa trái ở trong vườn, rồi cả những cây bóng mát nữa. Em để ý xem mà vừa nay còn rất nhiều cây mộc mà là cây trà cổ to. Vâng, em cũng khá là ngạc nhiên khi bắt đầu đặt chân đến đây là tại sao có những cái gốc mộc mà nó to như gốc cây cổ thụ ạ. Thì em cũng nghĩ rằng là anh Thông ạ đã dành rất là nhiều thời gian và đặc biệt là tình yêu dành cho cây đúng không ạ? Chính là tình yêu dành cho cây. Tình yêu vô bờ bến luôn ạ. Và em rất là mong muốn trong hành trình này của chúng ta có thể truyền cái tình yêu đó cho những người mà vừa mới bắt đầu đam mê bonsai, để họ cũng có thể cùng với anh em chúng ta cảm nhận được hồn cây mà các cụ đã để lại, những cái giá trị nhân văn, giá trị lịch sử mà các cụ đã để lại đúng không ạ? Và em nghĩ rằng là những tác phẩm này thì có lẽ em phải gọi là thụ xanh ạ, đúng không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Anh nói là các cái thế hệ mới ấy, dạ, thì kể cả người có điều kiện hay là chưa có điều kiện thì chơi cây là theo cái khả năng của mình thôi, nhưng cứ đam mê cây là được rồi. Và cái hay nữa là cây này mỗi ngày nó ngả oxy cho mình cơ mà khi mà chơi cây này tâm nó trùng xuống và sẽ soi lại được chính mình trong cuộc sống hàng ngày, mình có làm cái gì được và chưa được hay chưa. Dạ, nó tuyệt vời lắm em ạ. Em cảm ơn những chia sẻ mà anh đã không chỉ chia sẻ tới em mà còn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Và một lần nữa xin được chúc anh sẽ luôn luôn mạnh khỏe và sẽ có thật nhiều những tác phẩm nữa để có thể gửi tới tất cả quý vị khán giả yêu cây trên cả nước cũng như là quốc tế. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị lại đi tiếp ạ. Nhiều vô cùng luôn ạ. Em chào anh. Dạ. Anh ơi, em thấy anh cũng đã ngắm nhìn tác phẩm này rất là lâu rồi, từ lúc đầu đến đây đúng không ạ? Và chắc chắn là nó có một cái vẻ đẹp gì đó mà làm cho anh cảm thấy rằng là mình không thể rời mắt khỏi tác phẩm này. Và anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả một chút về cái tác phẩm này mà anh đang đứng tại khu vườn của chú Thông Mơ mà mình đã tìm thấy nó ở trong khu vườn bao la rộng lớn này đúng không ạ? Dạ. Thực ra thì khi trước thì mình cũng đã coi cái kênh Nghệ Thuật và Bonsai của anh Hoàng Lịch Thiệp, cũng hiểu một ít về cái khu vườn này rồi. Nhưng mà bây giờ khi đến đây thật thì mình quá ngỡ ngàng. Tại vì khi mình tiếp xúc được diện cây ấy, dạ, thì mình mới thấy là cái vẻ đẹp nó còn huyền diệu hơn, huyền bí hơn rất là nhiều. Đấy, trước một cái tác phẩm phải nói là đây là một cái nhà vườn mà hoàn toàn chơi theo cái lối cổ. Thì đây là một cái cây mình nghĩ nó là một cây mình rất là tâm đắc. Vì cây này là cây mẫu tử. Thì người Á Đông của mình ấy, thì lại làm cây thì nó lại phản ánh cái tư tưởng gắn liền với người nghệ nhân chế tác, gắn liền tư tưởng, thể hiện cái tình cảm của mình vào trong cái tác phẩm. Và ngay cái tên thì nó nói lên điều đó, tình mẫu tử. Không có cái tình nào bằng cái tình mẫu tử hết đâu, đúng không ạ? Thế còn về cái độ mà già mà quý của cái cây này thì phải nói là chúng ta không bàn được. Dạ. Vâng, đúng là trong cái thời lượng không, rất là ngắn mình không thể tưởng tượng được. Vâng. Dạ. Mình không thể tưởng tượng được. Và mình nghĩ cảm ơn cái đoàn bonsai xuyên Việt của chúng ta rất là nhiều, cho chúng ta rất nhiều cơ hội, đặc biệt là cho mình. Cái chuyến đi này nó quá ý nghĩa đối với mình. Dạ. Và hy vọng rằng là cái lửa của đoàn sẽ tiếp tục cháy từ Bắc vào đến Nam, để cho mọi người là thấy yêu cây hơn, yêu thiên nhiên hơn, yêu đất nước con người mình hơn. Và qua cái việc yêu đó, qua cái thú chơi đó thì nó cũng mang lại một cái giá trị kinh tế rất là cao. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh rất nhiều và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi tham quan khu vườn của anh Thông Mơ ạ. Kính thưa quý vị, và vừa rồi chỉ là một vài quý vị, một vài cô chú anh chị tham gia trong hành trình Bonsai Xuyên Việt này. Thế nhưng chúng ta có thể cảm nhận thấy ạ, tình yêu của mọi người dành cho cây vô cùng lớn, tình yêu dành cho thiên nhiên vô cùng lớn. Và đặc biệt là trong hành trình Bonsai Xuyên Việt của chúng tôi, nó đã gắn kết anh em từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Những người có cùng đam mê, những người có cùng nhiệt huyết, họ đã ở lại với nhau và họ đã càng ngày càng được gắn kết hơn. Và ngọn lửa đam mê trong chúng tôi là những thành viên trực tiếp tham gia trong đoàn đã ngày càng thổi bùng mạnh mẽ. Và chúng tôi chỉ hy vọng rằng ạ, tất cả những video mà chúng tôi gửi tới quý vị là những người không có điều kiện tham gia trong hành trình của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị cũng sẽ có được tình yêu, có được ngọn lửa, có được nhiệt huyết giống như chúng tôi đang trực tiếp được có mặt tại đây ạ. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng mỗi một nhà vườn nơi mà chúng tôi đặt chân đến thì ở đâu cũng thế ạ, tình yêu cây, tình yêu thiên nhiên luôn luôn được chủ nhà vườn của chúng tôi đặt lên trên hết. Và bước chân đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận thấy điều đó. Và chúng tôi tâm đắc với câu nói mà anh Hoàng Lịch Thiệp là chủ nhân của kênh Nghệ Thuật và Bonsai đã từng chia sẻ rằng nếu muốn đi nhanh, quý vị có thể đi một mình, còn muốn đi xa, chúng ta hãy đi cùng nhau. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng chặng đường này chúng tôi đang đi cùng nhau thì sẽ là một chặng đường rất xa, rất dài để gửi tới tất cả quý vị những nét đẹp vô cùng độc đáo trên giải đất hình chữ S Việt Nam của chúng ta. Và nếu như chúng ta cùng nhau chung tay từ đầu đất nước đến cuối đất nước, tất cả anh em chúng ta cùng nắm chặt tay nhau lại thì hành trình của chúng ta sẽ là một hành trình thật dài, thật đặc biệt, thật ý nghĩa. Và chắc chắn ảnh hưởng sẽ không chỉ là với tất cả các thành viên trong đoàn, không chỉ là với những người con được sống trên giải đất hình chữ S Việt Nam, mà nó sẽ là niềm tự hào khi bạn bè quốc tế nhắc tới chúng ta trong chặng hành trình này. Và chúng ta sẽ tiếp tục thổi bùng đam mê với ngọn lửa nhiệt huyết ấy. Cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng với các thành viên trong đoàn Bonsai Xuyên Việt của chúng tôi. Và tất cả những ý kiến đóng góp của toàn thể quý vị chắc chắn sẽ giúp cho hành trình của chúng tôi sẽ ngày càng lớn mạnh và ngày càng thành công hơn nữa. Cảm ơn toàn thể quý vị và xin được kính chào cũng như là hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video lần sau. Đừng quên nhấn thông báo, đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của chúng tôi. Cũng đừng quên nhấn subscribe để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trên hành trình bonsai dọc đất nước hình chữ S Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Xin được kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video lần sau. Con này rất là nhiều tiền rồi. Mà đổi lịch cái xoay phát ở về đây luôn. Đấy, con ơi nhìn đi. Ngắm được các quả siêu phẩm đấy. Siêu phẩm. Nam ơi giảm ánh sáng thì quá vừa đấy, đẩy. Con càng ngày nó càng ra. Em giống nhau lắm ấy. Giống nhau lắm á. Chị đã chưa? Cả nhà mình ơi! Ơi! Hôm nay về cái vườn đặc biệt này có thấy thích không ạ? Nhiều cây xanh cổ quý không ạ? Thật sự là làng cây của chúng ta phải cảm ơn như Thông Mơ có một cái tình yêu cây cực kỳ là lớn, quá là mãnh liệt, và đặc biệt là tình yêu dành cho những cây xanh cổ. Và thật là không còn gì để nói nữa, quá là tuyệt vời, những bảo tàng những cây xanh cổ của Việt Nam. Đoàn của chúng ta ngày hôm nay đến đây chắc chắn là ai cũng thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình. Đã đi một rất nhiều người đã đi một chặng đường rất dài, và chúng ta đã được đến đây chắc chắn là không cảm thấy là lãng phí cái chuyến đi này, đúng không ạ? Thật sự là không còn gì để nói. Những cái điều đẹp đẽ nhất thì đã thể hiện qua hình ảnh của tác phẩm, và cái giá trị chúng ta cũng đã cảm nhận hết rồi. Đoàn ngày hôm nay đến đây cũng một tinh thần vẫn tiếp lửa cho gia đình Chú Thông và tất cả những người anh em Thanh Hóa đã có một tình yêu rất là lớn với thiên nhiên, với cây, với hoa, những cái điều rất là tuyệt vời. Thì thay mặt đoàn hôm nay tôi xin gửi lời chúc tới gia đình Thông một sức khỏe dồi dào, tiếp tục tình yêu cây và tiếp tục bảo tồn, gìn giữ những tác phẩm xanh cổ quý để cho thế hệ mai sau chúng ta chiêm ngưỡng, và hãy lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời này đến với cộng đồng anh em cây trong nước, và xây dựng một hình ảnh đất nước con người Việt Nam yêu cây, yêu thiên nhiên rất là lớn lao. Thay mặt đoàn thì xin gửi tặng gia đình Thông một cái món quà làm kỷ niệm ạ. Đoàn Bonsai Xuyên Việt đã về đây tham quan, và cảm ơn chú và gia đình đã cho đoàn Bonsai Xuyên Việt vào tham quan chiêm ngưỡng, một điều rất là tuyệt vời ạ. Còn